Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở hoàn cảnh bốn mẹ con. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng hoàn cảnh bốn mẹ con thì phải nói là sau khi mà người bố với lại là người chồng của cô mất thì cuộc sống của bốn mẹ con vất vả thì mà rất là nhiều. Như ở trước mặt các bác là một cái ngôi nhà, nhìn từ bên ngoài đi thì là ngôi nhà làm từ bằng những cây gỗ khá là to đúng không bác? Đấy, nhưng mà khi mà đi vào trong nhà ấy thì hầu như là những cột gỗ đã xuống cấp và rất là nhiều rồi. Ở phía trước mặt các bác là cái khu này là bốn mẹ con là dùng để mà phơi thóc này, phơi ngô này. Đấy, rất làm mà rất là cao và nhìn trong khá là nguy hiểm. Và hôm nay cháu Lực tiếp tục vào để mà chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cuộc sống hàng ngày của bốn mẹ con là làm những cái gì. Và chia sẻ lên thì rất là mong sẽ được sự yêu quý và ủng hộ của các bác dành tặng tới cho bốn mẹ con. Hay hầu như là ở dưới phần sàn nhà là không có một con gì cả các bác. Ngồi con lợn kia, con lợn kia thì hình như là mẹ của các em thì có chia sẻ rằng là đi nuôi lợn là nuôi lợn thì thí dụ như là bây giờ nuôi lợn hàng xóm đúng không bác, là thí dụ như bây giờ đẻ ra được tầm độ là 4 con thì mỗi người sẽ là 2 con cô bác ạ. Sàn nhà thì khá là thấp cô bác. Châu bò thì ở nhà bên này thì có vẻ như là không có con nào rồi. Hay vừa rồi thì cháu Lực có nhìn thấy cô là đóng cửa ở nhà lớn bên này là đi sang bên là chuồng trâu. Không biết là cô làm gì ở bên này đây. Không đoán về tên nào ấy nhưng là sao bằng rú nào á? Ừ. Thì cái đoán phải chứ mấy nhỉ? Ừ, cái đoán phải chứ giang đâu chứ. À. Thế là chỉ có mỗi là bạn đoán là đi đi làm thôi các bác, còn hai bạn kia thì là đi học rồi. Thế này thì có vẻ như là cô là dùng để nhuộm vải sao đây cô bác này. Này thì phải nói là làm một cái bộ áo truyền thống dân tộc Nùng thì là khá là vất vả. Biết là cái này cô nhuộm để làm gì đây? Này hốc cũng thứ hốc còn em là không thứ á? À, thế là cái này cô là nhuộm để mà làm áo cô bác ạ. Quần áo của cô đang mặc đấy hầu như là toàn là mặc những cái bộ của đồng bào dân tộc Nùng thôi. Đoan bảo là bên lim nữ đó. À, đây là Đoan là lên trên rừng trên kia rồi cô bác. Kiếm cái quả gì để mà đem đi bán ấy. Thì bây giờ cháu Lực sẽ đi lên xem là Đoan là lấy ở tận đâu nào. Hay ra phía bên này thì đợt mà cháu Lực đi vào và chia sẻ thì trước khi là bố của các em mà chưa mất thì đã có hiện tượng là cái búi tre này các bác này tự dưng lại đổ. Không biết là ở đây là nó có một cái điểm mà báo trước hay là như thế nào đấy. Nhưng mà nếu mà theo như cháu Lực là nhìn nhận với lại thêm là hàng xóm nhìn nhận đấy, cũng có nói với cháu Lực rằng là cái này nó là một cái điểm báo. Nếu như nó bị đổ thì nó phải bị đổ hết cả cái khu này chứ cô bác. Thế đâu là thế là cô lại chuẩn bị là đi xuống tới hàng xóm để mà hình như là lấy đồ gì đâu má. Đoàn này không biết là đi ở hướng nào đây. Đoàn chứ không phải Đoàn các bác ạ. Ồ,
Đoàn ơi, ra lên à? Cái trên đấy à? Cái này có phải là nương của nhà Đoàn không? Không á? Thế của nhà ai thế này? À. Ồ. Cái đường này là đường đi đâu đây? Đoàn. Đường này là đường đi đâu đây? Hả? À, thế đường đi rừng, đi núi cắt cỏ đúng không? Thế là đang đi đâu đây? Tìm hạt chảo á? Được nhiều chưa? Được một tí á. Đâu, xem hạt chảo là hạt nào á. Thử, Đoàn thì lấy ra xem nào. Đoàn thì lấy ra cho anh xem nào. Đâu. À, ôi rồi, rơi hết rồi. Ôi, rơi hết rồi. À, tìm hạt này để bạn em đi đâu đây? Để đi bán ạ. Đi bán á? Cái này 1 cân bao tiền đây? Cân chắc cân 5.000 thôi. Cân 5.000 á? À, 50.000 á? 5.000. À, 5.000 đồng á? Ôi dồi ôi, thế bao giờ mới được 1 cân? Nhưng mà bán cả cái này hay là lấy nguyên hạt nó? Lấy nguyên hạt nó. Lấy nguyên hạt á? Vâng. À, thế là em là ra đây lâu chưa vừa rồi ấy? Ra vừa mới ra thôi. À, thì cũng vừa mới ra á? Vâng. Ồ, đấy là kiếm được một chút đấy. Ở nhà này có lấy được chút nào chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Cái này thì là đến mùa thì người ta hay thu mua về cô bác. Nhưng mà cháu Lương cũng không biết là thu mua để làm gì đây. Bây giờ em đi lấy tiếp không hay là đi về rồi? Đi lấy tiếp á? Thế là đi tận đâu để lấy? À. Thế anh Giang với lại là em Trích thì đi học à? Thế là em không đi học à? Nào bây giờ thì em gửi một lời chào tới các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Rồi. Thế là, nào, cho chú gắn ở đây một cái nhá. Cho anh gắn ở đây một cái. Thế là cái hạt này thì đem đi bán xong rồi lấy tiền là để đi đâu? Để đi mua quần áo ạ. Để đi mua quần áo á? Vâng. Đi mua quần áo xong đi học à? Vâng. À, thế là lấy tiền này để mà đi học đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, quần áo trên bộ của em ấy mặc thì hầu như là đã bị rách hết rồi cô bác này. Dây này dây gì đây? Hả? Dây. Dây vải à? Vâng. Nhưng mà để làm gì? Đeo chơi thôi à? Vâng. À. Cái này thì có một mỗi cái cúc này thôi nhỉ? Vâng. Áo này thì có vẻ là hầu như là em ấy rất thích mặc. Lần nào về thì cũng thấy là em ấy mặc. Thế là bây giờ đi tận đâu để lấy đây? Đâu để nhặt đây? Kia. À. Ở nhà trời nắng này ở nhà thì không đi đâu làm gì à? Không. À, thế là không đi làm gì em mới đi đi kiếm hạt này đúng không? Vâng. À. Thử đi theo em xem là em ấy kiếm được bao nhiêu quá. Ở đây thì em có chia sẻ rằng là đem cái hạt này để mà đi bán xong là đi lấy tiền chắc là đi học mua đồ đạc này kia nữa. Thế cái hạt này thì là đem về thì có phải tách vỏ không? Có ạ. Có á? Vâng. Người ta lấy nguyên hạt thôi à? Vâng. Thế là nếu mà như em Trích với lại là anh Giang không đi học thì đi cùng nhau à? Vâng. Ôi, đây là quả gì đây? Quả này thì không biết là tiếng phổ thông là gọi như thế nào. Nhưng mà cái hạt này là cũng đem đi bán được à? Vâng. Cẩn thận nha, có con kiến nhiều lắm. Ủa, trên này có nhiều này. Cái hạt này là hạt sở sao các bác ạ? Quả này ấy. Ôi. Ấy, lấy được không đây? Ồ, cây này trên này có một cái cây chẩu khá là lớn đấy các bác này.
Nào anh xem nào, anh hộ nào đấy, thấp với mái không đến rồi đấy. Nay lấy, nay đến mùa lấy quả chưa? Đến rồi. À. Cái này có phải rừng của nhà em không? Không ạ. Không phải đâu á? Vâng. Nhưng mà đi lấy như này thì có sợ bị người ta nói không? Không. Ê, cẩn thận nha. Thận nha, cẩn thận nha. Đây anh hái quả này cho này. Cao quá. Nào. Đấy đây. Nhưng một ngày thì đi lấy được tầm độ bao nhiêu cân? Chắc là 2-3 cân. 2-3 cân á? Thế là đầy cái túi đây không? Có. À. Ôi quả này là quả gì đây này? Ôi, không biết là cái quả này là quả gì cô bác này, quả màu vàng này. Quả này đi vào rừng có gặp bao giờ chưa hả Đoàn? Gặp nhiều. Gặp nhiều á? Ừ. Thế quả này có ăn được không? Không. Không ăn được đâu à? Ừ. Cái màu vàng khá là đẹp nhưng mà mỗi tội là không có ăn được cô bác ạ. Quả bé này có hạt không đấy? Có. Cái hạt sở này người ta cũng bán được là một cân khô là cũng mười mấy nghìn đấy cô bác. Hạt chẩu thì nó sẽ rẻ hơn, hạt sở này là đắt hơn. Cẩn thận nhá, vào trong này hay có con sâu gióm lắm ấy. Và những cái cây này thì sâu gióm là cực kỳ là nhiều đúng không bác? Ôi đây có củi này, củi em lấy để đây à? Vâng. Hả? Vâng ạ. À. Đi là còn lấy cả thêm cả củi nữa các bác này, một bó củi nhỏ này. Rừng này là rừng của nhà ai đấy hả Đoàn? Rừng của ông dưới kia. À. Ôi. Nay là tí đem về là còn phải bóc vỏ nữa à? Vâng ạ. Hôm nay thì em không đi học à hôm nay ấy? Không. Cái gì đấy? Con kiến à? Ừ. Ồ, kiến nhiều quá thì đừng lấy nữa. Kiến này, bầu... À, hết cả quả này rồi. Ui, rơi rồi. À, túi đấy bị thủng nha. Em lấy cái gì buộc đấy bị thủng nha. Túi này là túi vải của mẹ à? Thế đi lấy hạt này thì là đi lấy được bao nhiêu hôm rồi? Lấy 2-3 hôm rồi. Được 2-3 hôm rồi á? Ừ. Mày thấy đôi chân của em ấy đi là đi một cái đôi dép mà phải nói là rất là to của bác ạ, đôi dép này. Thấy là em ấy di chuyển thì đã khó rồi. Ồ, đây có nhiều quá nhưng mà mỗi tội không có quả nhỉ.
Hôm nào mà ba anh em đi lấy với nhau không? Có. Có à? Thế hôm nay là tại sao em lại không đi học hả đoàn? Hôm nay không... Hôm nay từ số em là tiểu học không đi học à, được. Thế là tiểu học là em không được đi học đúng không? Ừ. Thế còn trích thì học thêm à? Ừ. Em trích này. Thế hôm qua là khai giảng này, là hôm nay học bù à? Trích này. Đây này, rơi đây này, hạt đây này. À, thế là nó khô là tách ra lấy cái hạt này à? Vâng. Đây này, lấy ông đây này. Đây. Ủa, trước mặt của Đoan là có con muối này rất là nhiều của bác ạ. Đây này, không biết là các bác có nhìn thấy không? Cái quả này đem về là nó tự vỏ nó tự tách ra hay là mình phải bóc nó ra? Có quả thì nó tự tách ra, có quả thì lấy cái dao tách nó ra. À. Này thì năm nay mới đi lấy hay là mọi năm cũng đi lấy? Mọi năm cũng đi lấy. À, thế là đều là đến cái mùa này là đi lấy hết à? Vâng. Này không phải rừng của nhà em người ta không cho lấy á? Đoàn, đây là rừng, cái này không phải rừng của nhà em, người ta không cho lấy à? Vâng. Này, sắp đi hết chưa? Sắp đi hết rồi, bên kia hết rồi. À, thế là bên kia là hết à? Có vẻ như là hôm nào các em cũng nhận lấy thành ra là trên này nó bị hết rồi. Nó năm trước có quả nhiều hơn không hay là năm nay có quả nhiều hơn? Năm trước có nhiều hơn. À, đây có một quả trầu. Trầu này, thế này. Quả này thì là quả bé thôi nhỉ? Bây giờ ra bên kia một đoạn là hết rừng rồi đúng không? Ừ. Trên này là đường đi vào nhà ai đấy ở đây ấy, Đoan? Đâu? Ở trên này là đường đi nhà ai đấy? Đường đi nhà các chú hàng xóm. À. Thế là đường ở đây ra bên kia là vẫn có nhà đúng không? Vâng. Ừ. À. Đấy là thôn Đàn Giả. À. Bên kia là một thôn khác hay là thôn với đoàn? Thôn khác. À. Hết chưa bây giờ? Hết rừng chưa? Ở đây có cái lỗ gì nhiều thế này này. Không biết là có phải là con rắn ở không đấy cô bác này. Đoan thấy không? Thấy. À, đi là lấy thêm cả củi à? Ừ. Thế bây giờ mình đi đường nào lên này? Đường này. À. Này, dép này, ôi dép này có vẻ như là đi là không được bám mấy rồi đấy, cẩn thận nhá. Hay một cậu bé năm nay mới chỉ có lên lớp 5 thôi cô bác ạ. Xem nào. Đây ạ. À, ra bên này là đường đi vào một thôn khác cô bác ạ. Bây giờ là hết rừng rồi đúng không? Ừ.
Đây thì có vẻ như là hôm nào các em cũng đi ra đây để mà lấy, thành ra là những cái chỗ thấp thấp của nó thì đã lấy hết rồi. Bị sao ấy? Bị sao ấy? Cái gì rơi mất rồi? Anh xem nào, ra đây anh xem nào. Đây xem nào. Đang không thấy cái gì rồi em, thôi đừng lấy nước, đây vùi vùi mắt đi ra. Có vẻ là vừa rồi cao quá, thành ra là em mới lấy, thành ra là bụi bay vào mắt hay sao ấy. Giờ anh xem nào. Ôi rồi, có vẻ như kiểu rơi cả hai mắt à? Vâng. Rồi mắt thế nào, rồi mắt thế nào, lâu 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 thế nào. Đấy, hôm nay chỉ có là một mình là em đoàn là đi lấy thôi cô bác ạ. Em mọi khi thì là ba anh em là cùng đi lấy với nhau hết à? Phải những lúc mà không đi học này thì tranh thủ là thời gian buổi nắng nắng trưa trưa là đi lấy. Ồ đây này, cây này có nhiều quá nhỉ? Này. Ồ cây này cỏ to đấy nhỉ, cây này. Được bao nhiêu cân rồi? Thấy là có vẻ như là một túi rất là to đấy cô bác ạ. Nặng quá chưa ạ? Quần áo thì có vẻ như là còn đâu, xem nào, bỏ ra xem nào được bao nhiêu cân rồi. Chắc là lấy thế thôi chứ nhỉ? Vâng. Đi được thế thôi. Ôi, đâu đó là tầm được 4 đến 5 cân rồi các bác ạ. Quần áo thì hầu như là cái nào cũng không có này. Này thì này nếu mà đem đi bán thì là ai đem đi bán cho? Mẹ. À là mẹ đi đem đi bán à? Vâng. Thế là em là lấy về là tách vỏ xong là khô thì mẹ đi lấy à? Vâng. Khô là mẹ đem ra chợ bán hay là đem ra tận đâu để bán? Đem đi chợ bán. Đấy, đi là còn lấy cả thêm cả củi nữa này. Hầu như là lên rừng là gặp cái gì là lấy cái đấy hết cả cô bác ạ. Đấy mình đi đường nào ấy nhỉ? Đường này. Hả? Đi đường này à? Rồi thì em đi trước đi. Cuộc sống hàng ngày của các em là khi mà nếu mà cần tiền là mua cái gì đấy cô bác, hay là dùng tiền để mà đi học ấy, thì là lên trên rừng này để mà chặt ra những cái cành củi, hay là đến cái mùa nào mà có những cái quả hạt trầu này, hạt sở này.
xong là đi hái về để mà về nhà xong là đem đi cho mẹ để bán. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, cẩn thận nhá. Ôi rồi, dép này sao này? Anh xem dép nào nào, nào từ từ nào. Đấy, quay đây xem nào, anh xem dép nào. Quay đây xem nào. Ôi, này, dép thì to quá của bác ạ, thành ra là đi là rất là bị trượt. Còn cái dép này là dép rất là trơn. Anh thấy là dùng cái gì để đóng đây, anh xem nào, đưa bỏ dép xem nào. Đây này, nào, ôi rồi, rách hết rồi. Đây này, dép này là dép của bố mẹ mua cho hay là dép cũ của anh Giang? Dép cũ của anh Giang ạ. À, đây bây giờ thì còn là trước chắc là đôi này là bố của mẹ mua cho anh Giang đúng không? À. Đây bây giờ thì bố thì không còn nữa, còn mỗi mẹ thôi. Rồi mình đi về đi, lấy cái hạt kia đi cất đi. Mẹ thì chắc là chưa về các bác ạ. Vừa nãy thì cháu được gặp thì mẹ là đi xuống đấy, hình như là nhà hàng xóm để mà lấy cái đồ gì đấy. Thế là củi đấy là đem chắc là cũng để nấu cơm thôi nhỉ? Ừ. Còn cái này thì bỏ vào đây à bây giờ ấy? Ừ. À đây này thấy là cũng đi nhặt về đấy các bác này, nhặt là cái quả hạt trầu này này. Thôi có đây thì có rất là nhiều. Đây đấy, đấy nữa à? Không. À. Thế là bỏ vào trong này á? Vâng. Cái này thì cái hình như là cái cối của bác ạ, cái này ấy. Cái cối để mà hình như là trước là thời xưa giá gạo hay là giá gì đấy. Vậy là bây giờ mới để cho nó khô xong nó mới tự tách ra đúng không? Còn là những cái hạt chẩu này thì là chắc là em sẽ tách ra để mà phơi luôn á. Này sao, này bây giờ Hoan tách ra luôn chưa? Chưa. Chưa? À. Tìm được nhiều thì tách à. Ra. À. Nào tìm được nhiều thì là mới tách ra nhiều hơn à? À. Sao lại có chai này nhiều đấy? Chai lúc trước. Chai này để mà đem đi bán hay là để làm gì? Đấy đi bán thì không. À, thế là ve chai là để đem mà đem đi bán à? Ừ. Cái củi à, nấu cơm thì cũng cành củi nhỏ thôi. Trong nhà thì phải nói là cực kỳ là tối. Mới vào là tối thôi cô bác ạ, còn hầu như là ở đằng sau nhà của Hoan này, đằng sau nhà của Đoan ấy. Ôi, Đoan ơi, em đừng có mở, đang đeo mic mà. Không phải em bật quạt là tí nó thổi vù vù đâu đấy. Này thì có vẻ như là đằng sau thì cái phân tản ly kia nó đã cao bằng cái nhà rồi. Là cho nên là rất là tối. Đấy, vật dụng là trong nhà thì cũng rất là sơ sài các bác, những cái lọ bàn thờ này, cái lọ lưu hương này, thấy là dùng tận dụng lại những cái cây gỗ, những cái ống tre để mà làm thôi. Ôi cái phích này hết nắp đi đâu rồi? Đấy thì từ chưa có anh Giang và em chưa có hay có cái. À, thế là cái phích này là mua từ lúc mà là hai anh em là chưa đẻ ra là có rồi á? Ừ. Ủa. Thế là cái phích đấy, cái là cái nắp này cũng bay đâu hết rồi cô bác này. Ê, thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng vừa mới ra nhà của Hoan, ra nhà của Đoan là bắt gặp là em Đoan là một mình đi vào trong rừng để mà lấy được những hạt trầu này, hạt sở này, xong là đem đi ra chợ để mà bán. Thế là mọi năm là thường thường là lúc mà có bố thì là vẫn đem
em với lại các anh các em là muốn đi lấy à? Không là thế hôm chiều hôm nay thì em không đi học cho nên là em mà tranh thủ để mà đi lấy à? Thời gian này thì học là thứ mấy đến thứ mấy? Thứ hai đến thứ sáu. À, thế em có phải học chiều không? Có. Thế hôm nay thì lớp của em là không được học à? Anh Giang thì tối nay có về nhà không anh Giang ấy? Có. Có á? Ba anh em là năm nay là không ai ở bán, không ai ở trong bán trú một tí nào à? À. Thế là Hoan là đến bây giờ là bố của mình mất được tầm mấy tháng rồi, có biết không? Còn nhớ không? Được tầm bao nhiêu tháng rồi? 2 tháng. Ở trong trong 2 tháng này thì em là cảm thấy là có nhớ bố không? Có. Thế đêm nào mà có bao giờ mà đêm nào nằm mơ gặp bố không? Nếu mà thường thường là nếu mà gặp bố thì bố có nói gì với mình không hay là bố làm cái gì không? Bố làm cái Thế là thường thường là bố về là bố đi làm cái cuốc ạ. à thế là bố về là nhìn thấy là bố sửa cuốc à thế này thì có nếu mà nhìn thấy bố này thì có bảo với mẹ không sáng dậy ra cũng không bảo à thế là đêm đêm thường ngủ là em là với anh Giang là ngủ là hai anh em là ngủ với nhau à buổi sáng đi học này thì buổi sáng đi học ba anh em là có ăn gì đi học không hay là nhịn đói đi học nhịn đói để mà đi đến trường luôn á thế thường thường là học đến trưa mới về nhà làm ăn cơm à ăn cơm xong lại tiếp tục là đi học tiếp á thế vừa rồi là anh Giang là về nhà ăn cơm xong mới lại đi học à nhìn vào cái khuôn mặt của Đoan thì phải nói là một cái cậu bé mà rất là hiền từ của bác ạ, không có biết cháu Lực không biết là diễn tả như thế nào để cho nó được được xúc tích hơn đấy nhưng mà những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì tất cả mọi cái thì nó đều là những cái câu chuyện mà các em có như thế nào thì cháu Lực biết là chia sẻ như thế còn là có những cái gì thì nếu mà không có được là hợp thì các bác rất là mong là các bác sẽ chỉ bảo cho cháu Lực là nhiều hơn để cho cháu Lực là biết thêm kinh nghiệm và cũng như là học hỏi thêm được nhiều thứ hơn nên là bây giờ đi vào rừng về thì một tí là chiều là em thường thường là đi làm những cái gì buổi chiều ấy Đi lấy quỷ và đi lấy cỏ. thế buổi chiều là đi lấy cỏ đấy à thế bò kia là nhà mình nhận về nuôi là hay là bò của nhà mình nhé Bò đi nhận tiền nuôi. anh thấy là có một con bê con đấy thì là bây giờ là của nhà em hay là vẫn chia nhau Của nhà em ạ. à, thế đợt con đầu tiên là nhà nhà em được đúng không thế là bây giờ là phải nuôi cho nó đẻ thêm một con nữa thì lại tiếp tục là mấy em mới nhà mới bố mẹ mới đem đi giả mẹ mới đem đi giả à? Về cái hoàn cảnh của bố mẹ con ấy thì các bác là theo dõi video thì chắc là các bác cũng hiểu sơ sơ về cái hoàn cảnh của bố mẹ con rồi hiện tại là các em là bé bé như thế này thôi các bác nhá Đoan ấy bé như thế này thôi nhưng mà nếu mà sau này đi làm về là phải đi tích góp tiền để mà giả nợ cho thay mẹ cũng như là bố nữa tại vì là lúc mà bố có mất đấy cô bác có vay là 30 triệu để mà làm cái phần ma chay cho bố này ở đây thì cũng có khá là nhiều các bác cũng có nói rằng là tại sao những cái phong tục đấy không nên bỏ đi đi đấy, nhưng mà thật sự là có những cái thì hầu như nó đã ăn sâu vào cái tâm trí rồi thành ra là cũng rất là khó bỏ cô bác ạ cái này thì phải bỏ thì nó phải là gọi là không bỏ được hết nhưng mà nó cũng chỉ là một phần nào đấy thôi
Ở cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được là chia sẻ về cái hoàn cảnh của em Đoàn là đến đây thôi các bác. Cháu Lực cũng phải là đi về để mà tiếp tục là đi xuống nhà của hai ông cháu xem là cái công việc nhà hai ông cháu là mấy anh em thợ đã làm mà tới đâu rồi cô bác ạ. Như Đoàn thì anh thấy bảo là có một cái cơn báo về ấy, thì đi học ấy, thì là cẩn thận nhá. Đấy, ở ngôi nhà của mình cũng thế, chắc chắn là báo như thế, báo lớn về thì chắc chắn là sẽ có những cái trận là mưa gió nên rất là lớn, cho nên là khi mà ở trong nhà xem là những góc nào mà không nguy hiểm thì hắn ngủ nhá. Rồi đấy, anh cũng chỉ biết dặn dò là Hoan là như thế thôi. Đấy thì mẹ thì là chưa về rồi, các anh các em thì cũng đi học là chưa về, thì chắc là anh cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi, và rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác là dành tặng tới cho em Đoan cùng với lại thêm là mẹ, thêm là em gái, thêm là anh Giang nữa. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Bây giờ Đoan gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông các bà nhé. Con chào các ông, các bà. Thank you.